Khi mà bạn đã có một cái bản CV hoàn chỉnh rồi, thế nhưng mà làm thế nào để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng nữa thì đấy cũng là một trong những cái câu hỏi lớn mà bạn phải trả lời. Thì có lẽ rằng nhiều bạn nghĩ ở đây rằng là cái bản CV đấy là cái đầu tiên mà nhà tuyển dụng có thể nhìn thấy và đánh giá bản thân các bạn. Thế nhưng mà chị lại đưa ra một cái ý kiến khác, đấy là hầu như đa phần bây giờ các công ty đều nộp đơn ứng tuyển bằng những cái đường online. Chính vì thế cái thư ứng tuyển của bạn sẽ là cái đầu tiên nhà tuyển dụng nhìn thấy, chứ không phải là cái bản CV của các bạn. Thì ở trên này chị có ví dụ mẫu về một cái CV mà các bạn gửi cho nhà tuyển dụng, và chắc chắn là trong cái bản này sẽ có khá là nhiều lỗi, thì các bạn hãy thử nhìn xem một trong những cái lỗi đấy là gì nhá. Thì chị sẽ cùng phân tích với các bạn. Thì cái lỗi các bạn thường mắc thứ nhất là cái lỗi về chủ đề ạ. Cái chủ đề này thì khá là phổ biến và nó cũng sẽ gây những cái hậu quả cho các bạn. Chị lấy ví dụ nhé. Hòm thư của nhà tuyển dụng hàng ngày thì sẽ nhận được khá là nhiều thư. Ví dụ hòm thư của chị chẳng hạn, chị nhận được rất là nhiều thư quảng cáo của các nhà tuyển dụng khác này, rồi là hòm thư trong công ty này. Đó, khi mà các bạn gửi thư không có tiêu đề như thế này thì khả năng cao nó sẽ vào hòm thư spam. Hoặc là khi mà chị check ấy, chị sẽ bỏ qua bởi vì chị không biết nội dung trong đó là gì cả, chẳng hạn như thế. Thì có khi là nhà tuyển dụng còn chưa đọc được thư của bạn để mà click vào cái CV của bạn như thế này. Thì cái đầu tiên các bạn phải lưu ý cho chị đấy là về cái chủ đề. Thì chị có thể một vài gợi ý về cái chủ đề của cho các bạn mà nhà tuyển dụng cũng hay yêu cầu các bạn sẽ gửi, là chẳng hạn là vị trí ứng tuyển, họ và tên chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái chủ đề mà các bạn có thể dùng được, và nên nhớ là cái đầu tiên là hãy dùng cái đó. Cái thứ hai là về cái tên email ạ. Cái này thì nhiều bạn sẽ không để ý đâu, khi mà mình lập cái email thì cũng chắc là cũng cách đây khá là lâu rồi, và lúc đấy vẫn còn rất là nhí nhảnh và đặt những cái tên email nó không thực sự là chuyên nghiệp cho lắm. Thì một vài nhà tuyển dụng dễ tính thì sẽ không sao, nhưng mà gặp một vài nhà tuyển dụng khó tính một chút thì họ sẽ bắt đầu đánh giá về cái sự chuyên nghiệp của bạn. Khi mà các bạn nộp đơn ứng tuyển, các bạn sử dụng một cái email nó linh sinh chấm quote chấm 9x chẳng hạn, như thế thì nó sẽ cũng khá là buồn cười một chút. Nên là chẳng qua chẳng số mặt nào thì hãy sử dụng một cái email, chị gợi ý nhé, có thể là họ và tên của các bạn này. Nếu mà nó trùng thì có thể có thêm một vài cái đuôi về trường của các bạn, hoặc đuôi về năm sinh, ngày sinh của các bạn gì đó. Đó, thì là những cái email cũng khá là chuyên nghiệp chẳng hạn. Cái tiếp theo, chị sẽ nói cái yếu tố thứ tư trước, đấy là cái tên của tệp ạ. Thông thường thì các bạn gửi những cái bản CV về cho nhà tuyển dụng thì nhà tuyển dụng sẽ có cái thao tác là tải xuống và lưu vào máy tính. Thì với những cái bản CV mà có tên rất là lộn xộn như thế này thì nhà tuyển dụng sẽ phải làm một thao tác nữa, đấy là đổi tên những cái bản CV của bạn và lưu lại để khi mà nhà tuyển dụng tìm thì nó sẽ dễ thấy hơn. Vậy thì tại sao các bạn không là cái người làm cái thao tác đó cho nhà tuyển dụng nhỉ? Thì nó chỉ rất là đơn giản thôi, nó sẽ là họ tên của các bạn chẳng hạn, ngành hay vị trí ứng tuyển, thì đó lại là một trong những cái ghi điểm của bạn trong mắt nhà tuyển dụng. Và ở phần này nữa thì nó còn một cái khá là nhỏ mà các bạn cũng hay bỏ qua. Ví dụ như bây giờ các bạn search CV mẫu trên mạng cũng khá là nhiều, và tải về thì là nó đã sẵn định dạng là PDF rồi. Thế nhưng mà một số những bạn ấy, bạn tự làm trên những cái trình duyệt khác hoặc đơn giản là trên Word chẳng hạn, thì nên đổi về tệp PDF. Bởi vì có khá là nhiều công ty không sử dụng Microsoft Office, hoặc là sẽ không có cái font chữ mà bạn dùng khi mà bạn làm cái bản CV của bạn thì nó sẽ bị lỗi. Chẳng hạn như là bạn làm CV đồng Word chẳng hạn, các bạn gửi về cho chị thì 100% chị sẽ không đọc được cái tệp đó, bởi vì là công ty cổ phần Visa dùng hệ điều hành là Libre. Đó. Cái tiếp theo là cái này khá là quan trọng nên là chị đã chọn để nói cuối cùng, đó là về cái nội dung. Mà cái nội dung kia là cái nội dung khá là phổ biến và cái lỗi sai rất rất lớn đối với các bạn. Ở trên này thì bạn biết là em nộp CV ạ, một cái câu rất là ngắn, không kính thưa kính gửi ai mà cũng không có nội dung là gì cả. Đọc thực sự là nó rất là phản cảm, thà không có thì thôi, chứ nó có với cái nội dung như thế này thì chị nghĩ rằng là gây cho người đọc một cái sự ức chế và một cái sự nào đấy đánh giá nó không phù hợp ngay từ đầu. Đó, thì có rất là nhiều ví dụ trên mạng về cái nội dung thư như thế này. Thế nhưng mà chị sẽ đi cùng các em thử xem nội dung như thế nào là đạt yêu cầu. Và ở đây chị có một cái thích khá là hay cho các bạn. Chị lấy ví dụ về một cái nội dung của cái thư này nhá. Thì thông thường là các bạn hay kính thưa hoặc kính gửi ai đó đúng không? Thì nhưng mà các bạn sẽ ghi chung chung là kính gửi phòng nhân sự công ty cổ phần Visa chẳng hạn. Hoặc là kính gửi anh chị, kính thưa anh chị đúng không? Gửi anh, gửi chị đúng không?
Thế nhưng mà cái hồi mà chị ứng tuyển vào công ty của Phạm Lisa ấy, thì chị có làm thêm một cái bước nho nhỏ nữa. Là cái hồi đó chị mới đọc cái tin tuyển dụng, với lại chị cũng suy nghĩ một chút là với một cái tin tuyển dụng như thế này, mọi thông tin chi tiết xin liên hệ chị Hà hai chấm số điện thoại như thế này như thế kia, mở ngoặc trưởng phòng nhân lực của công ty cổ phần Visa. Và chị nghĩ thêm một cái là chị mà ứng tuyển một vị trí là chuyên viên phòng nhân sự đúng không, thì chắc chắn người phỏng vấn chị và cái người nhận hồ sơ như thế này thì sẽ là chị trưởng phòng, và chị trưởng phòng sẽ không trực tiếp phỏng vấn chị. Thì chị đã tìm hiểu được tên của chị là chị Hà, thế nên là cái phần một kính thưa kính gửi ấy, chị giữa chị đã ghi là kính gửi chị Hà đấy, kính thưa chị Hà chẳng hạn, gạch ngang phòng nhân sự công ty cổ phần Visa. Thì giữa hàng loạt những ứng viên họ chỉ ghi là thân gửi anh chị hoặc là thân gửi chị, mà có một cái bạn ghi là đọc rõ tên họ của mình như thế, thì chị nghĩ thực sự là sẽ gây thiện cảm rất là lớn với nhà tuyển dụng đó. Là cũng thể hiện là các em có cái sự tìm hiểu về công ty cũng như là công việc các bạn đang ứng tuyển đó. Thêm một cái nữa đấy là trong cái bước đó thì các bạn có thể tìm ngay được những cái thông tin liên lạc của chị, ví dụ như là bằng số điện thoại của chị Hà chẳng hạn nhé, bằng những email của chị Hà cung cấp, chị có thể tìm được Facebook của chị Hà là gì đấy, xong là cũng một chút vào đó để tìm hiểu xem chị là người như thế nào, rồi phong cách của chị ra làm sao, chị thích những cái kiểu phong cách như thế nào, rồi từ đó suy ra cái lúc đấy bây giờ mới quay ngược lại viết một cái bản CV làm sao cho phù hợp với các phong cách của chị. Thậm chí là khi mà đến phỏng vấn ấy cũng thể hiện bản thân mình ở buổi phỏng vấn và thể hiện cá tính của mình ở cái chừng mực nhất định dựa theo những cái mà chị đã tìm hiểu trước về chị Hà. Thì đây là một trong số những cái mẹo cũng khá hay và chị muốn chia sẻ với các bạn, thì các bạn có thể dùng được để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng của các bạn được đó. Thì với những cái vị trí này là thường thường ứng tuyển vào những cái công ty cũng có sự cạnh tranh khá là lớn, thì chúng ta nên trau chuốt một chút để làm sao để ghi điểm mọi lúc mọi nơi và mọi cách như vậy đó. Còn tiếp theo là đến cái phần thân bài ấy, thân bài thì chắc chắn là sẽ là cái gửi anh chị này anh chị kia nhá, thì em là tốt nghiệp trường nào năm nào, rồi em được biết là quý công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này, rồi em cảm thấy bản thân mình có đầy đủ năng lực và cũng như là như thế này như thế kia, bắt đầu diễn giải ra. Và lưu ý là nó nên dài một chút, từ 5 đến 7 dòng là ít nhất, chứ đừng như các bạn thế này bạn ghi có mỗi một dòng thôi thì nó sẽ rất là mất thiện cảm. Và ngoài ra anh có thể thêm một cái dòng nữa ở dưới này là cái phần chữ ký của em đó. Thì bây giờ ví dụ như là đi làm văn phòng thì hầu như ai cũng sẽ có một cái chân chữ ký, và cái chân chữ ký ấy nói lên em là ai, và nó sẽ là một trong những cái thông tin ngắn gọn nhất về bản thân các em, thì có thể thêm một cái phần về chân chữ ký vào đó nhá. Thì còn đâu bạn nào không biết làm chân chữ ký thì có thể lên Google search về cái chân chữ ký, nó cũng sẽ rất là dễ làm thôi, và nó có những cái mẫu khá là đẹp sẵn cho các em rồi. Thì tóm lại là những cái mà các em cần lưu ý và cần chuẩn bị khi gửi cái bản CV của em cho nhà tuyển dụng để ăn việc, thì cũng phải trải qua bốn cái bước cần chú ý. Bước thứ nhất là chị vẫn nhắc lại, đấy là cái bước tên và tiêu đề, chắc chắn là phải có tên và tiêu đề, tránh nó vào hòm thư rác, và nhà tuyển dụng cũng sẽ có một cái thao tác là click vào cái hòm thư đó thì mới nhận được CV của em, chứ không nhà tuyển dụng cũng chả nhận được, chứ đừng nói thì em làm CV hay đến mấy. Rồi cái bước thứ hai đấy là cái nội dung của cái thư đó, một cái lá thư mời chào, một cái tờ lá thư người ta hay gọi là lá thư chào hàng ấy, sau là lời đầu tiên sau ra cho bản thân nhà tuyển dụng đấy bản thân mình có những cái gì. Tiếp theo là cái tài liệu đính kèm, về tên của tài liệu đính kèm và về định dạng của tài liệu đính kèm, và cuối cùng là có thể có thêm chân chữ ký, nó cũng sẽ là một trong những yếu tố ăn điểm. Ở đây thì chị không nói quá nhiều đến nội dung của cái bản CV, tại vì sao ạ? Bởi vì bây giờ trên mạng là có rất là nhiều những cái mẫu CV khác nhau ở những cái trang, ví dụ nhá, các bạn có thể lên những cái trang chuyên về CV và các bạn chỉ cần gõ cái vị trí các bạn sẽ ứng tuyển là gì, thì người ta có thể cho ra các bạn hàng loạt những cái mẫu nó rất là hay, và thậm chí họ còn ghi sẵn cho bạn mục tiêu là gì, nghề nghiệp là gì, bạn chỉ việc thay vào thôi. Thì như chị lý do chị cũng nói ban đầu ấy, thế là chị sẽ không trao đổi kỹ hơn về phần này, thì chị sẽ đưa ra cho các bạn một số những cái gợi ý về những cái trang mà họ sẽ sử dụng, những cái trang mà họ sẽ sử dụng dùng để thiết kế CV miễn phí. Thì đây là một số những cái trang đó, và các bạn có thể lên đây có rất là nhiều tài nguyên liên quan tới CV mà các bạn có thể sử dụng.